Rồi xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của anh Túc và mình là anh Túc đây. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh mình, cho mình xin một đơn like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những cái video mới nhất từ mình. À, đến với cái dự án này thì mình hướng dẫn anh em nhận 0.6 cái đồng uh, Teddy Swap này, được chưa Nó có chương trình a thì anh em nhận, được chưa Theo mình được check ý, thì là con Teddy này thì là 0.6 tương với 30 đô. Ok dạ. Được rỡ chưa ạ? thì để mà tham gia dự án này thì đứng link con này mình có để giữ phần mô tả để cho em làm anh khi kích vào thì anh em sẽ ấn vào start cho mình đó và làm các bước nhiệm vụ của nó và hiện giao diện như vậy bước đầu tiên thì nó bắt anh em follow fanpage của nó thì anh kích vào tiktok này follow fanpage tiktok được chưa rồi nó chuyển anh em cái giao diện tích tư rồi khi uh, nó chuyển anh em đến giao diện thì anh em vẫn theo dõi cho non một này được theo dõi này đi sổ góc này được nó bắt anh em làm gì nhỉ follow này ừ, mình sang xem nó bắt anh em làm gì ạ à, ờ, Follow phần biết ờ, rồi follow xong Rồi anh em nó bắt anh em làm follow à, Airdrop pan, uh, pan từ uh, tí từ này Và rồi tít Airdrop tít lại đi chọn. Rồi kích vào Rồi ok khi anh em ấn, ấn chất chất xong thì nó ra cái giao diện như vậy Rồi tiếp tục anh em sẽ ấn vào do Airdrop cho mình Ok dạ đó Thì nó hiện lên như vậy thì nó đã nói rằng uh, Airdrop sẽ uh, kết thúc vào ngày 20 tháng 9 và nó sẽ với với Token vào ngày 25 tháng 9 Ok dạ Thì những cái bước này thì anh em cũng vừa làm rồi Thì mình gọi uh, bây giờ thì anh em ấn vào Submit cho mình dạ Submit này rồi nó hỏi anh em cho chưa thì anh em ấn đun này Thì Profile link cứu sơ lêm, uh, Twitter ấy uh, Twitter thì anh quay sang Twitter cho mình rồi khi anh em quay xong Twitter thì anh vẫn phần 3 gạch cho mình này Trên góc phải màn hình ở rồi anh chia sẻ cho mình Ok dạ Rồi bắt đầu nó sao chép và khay nhé tạm cho mình Kích thẳng vào đấy để sao chép rồi anh quay sang Tiếp tục uh, dán cho nó Dán cái uh, Uslim uh, từ của anh em cho nó là ok Cái profile link ấy Sorry anh em Thì mình uh, lưu nhầm yeah. Xóa đi ăn Và lại Rồi Chia sẻ này rồi sao chép này à, quay sang à, uh, gửi cho nó làm nhiệm vụ này uh, anh em phải gọi là tỉ mỉ đi dạ đây hai 20 yêu cầu anh em uh, quay sang phía chốt đấy thì chỉ hai 20 hoặc là uh, ví metamark anh em đều làm được nha còn đây thì mình mình lưu rồi nên mình không đỡ phải quay nữa rồi tiếp tục sau đó này anh em ăn đun cho mình ok dạ rồi nó bắt anh em gọi là cái tuyết rồi tít bot uh, submit rồi tít linh uh, tít cái này thì là xem nào mình profiling submit Twitter profiling này rồi nó hỏi anh em là cái bar, bar, profiling này anh em quay sang Twitter cho mình mình hướng dẫn anh em làm nhanh luôn nha rồi twitter anh em nó hồ sơ của Twitter với anh em và cái bài viết anh em vừa tuyết lại để giờ anh em ấn phần bài gạch, 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 gạch cho mình rồi ấn vào sao chép sao chép liên kết cho mình dạ đây này rồi anh em một quay sang chat tiếp này gửi vào gửi cho nó này được chưa À, và gửi xong thì nó hiện ra cái giao diện như vậy thì anh em nhận là không 6 đồng teddy này mình chẳng biết giá nó vừa nãy mình bảo là giá 30 nhưng mà vừa nãy nhìn này nó là 15 năm chẳng hiểu làm sao nữa nhưng mà thôi anh em cứ làm ok ạ dạ. trong quá trình người ta các anh em có thể ấn vào start làm lại là khi làm sai bị đau xem bao giờ nó giả nào rồi nó nói tháng 9 đây hay năm tháng 9 này rồi ấn vào Binance xem mà tiền nó có tiền chưa ạ nó 0.6 đây và đây là đường link để em giới thiệu Về để kiếm thêm có token này ok ạ dạ. Ờ trong quá trình hợp tác uh, đấy thì mình kết thúc video cho em làm nha. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người video tiếp theo.